cuộc sống ở Malaysia, những người dân Việt Nam ở Malaysia thì thời điểm này thì là khó khăn như bao nhiêu người khác. Nhiều người bị mất công ăn việc làm, nhiều người thất nghiệp, nhiều người bị giảm cái mức thu nhập do lương cắt giảm. Còn những người Việt Nam sinh sống ở Malaysia làm công việc tự do thì càng khó khăn hơn, bởi vì chào các bạn nha. Rất vui đã được quay trở lại gặp các bạn ở trên kênh Âu Lạc Tâm TV, kênh về cuộc sống và văn hóa các dân tộc. Thời gian này thì mình chủ yếu làm về cuộc sống và một chút tin tức tại Malaysia. Hôm nay là Chủ nhật. Ngày hôm nay mình đã quên là đã order một cái người chị Việt Nam bán hàng Việt Nam. Đây là những cái bánh chuối này. Không có cái... Đây là những cái bánh chuối rất là ngon. Rồi có cả nước cốt dừa nữa. Có cả nước cốt dừa nữa. Đó. Mình thử ăn một miếng nhá. Ngon quá. Ôi trời đất ơi, không những một hộp mà là hai hộp. À thấy rồi, thấy cái này rồi, lúc nãy nhìn không thấy. Với lại quên bỏ cái đậu phộng. Bỏ cái đậu phộng, ở ngoài Bắc mình thì gọi là lạc. Nhưng mà mình do mình sống một thời gian rất là dài ở trong Nam, cho nên là mình cũng quen với sử dụng từ đậu phộng. Đây là đậu phộng này, bỏ lên bên trên này. Mình rất thích ăn đậu phộng, tuy nhiên thì mình ăn đậu phộng vào buổi chiều tối á. Buổi tối thì mình ngủ bãi lạnh rất là hay ho. Mình ăn một miếng nữa nha. Ăn miếng to quá. Ok, my friend. Nè, my friend. Do ngày hôm, hai hôm trước mình đã phải order một cái người chị Việt Nam buôn bán hàng kinh doanh online, bán cơm tấm, cơm sườn, bán giò lụa, chả lụa, bán gạo nếp, bán bánh chuối, bán phở. Chị ấy có một cái quán gần gần với chung cư Mihaja Condo. Rồi sau đó là cách đây mấy hôm đó thì mình order. Tuy nhiên thì đến sáng hôm nay mình quên là người ta sẽ giao hàng cho mình vào Chủ nhật. Thế là buổi sáng nay mình cũng nấu xôi này và chuẩn bị cái giò lụa đó để ăn. Cuối cùng nấu xong rồi thì người ta giao hai hộp bánh chuối, quá ngon luôn, và một ổ bánh mì. Thế là mình ăn ổ bánh mì thịt rồi, còn hai hộp bánh chuối là chưa ăn. Ăn một ổ bánh mì là no căng rồi. Thế là cơm nấu để ở ngoài đó chưa có ăn, lát nữa mình quay cho mọi người xem một cái nồi cơm to chà bá lửa luôn. Về về xôi với lại giò lụa mình chưa có ăn luôn. Ở Malaysia thì mọi người hay thắc mắc rằng là cái giá cả ở Malaysia với Việt Nam thì có đắt hay không. Thì thôi thì nước nào thì sử dụng tiền nước đó. Nếu mà so sánh thì nó cũng hơi bị khập khiễng. Giống như là mình ở Mỹ mà là mình cứ ăn tô phở, là mình cứ suy nghĩ trời đất ơi, ăn một tô phở này bằng 10 tô phở Việt Nam rồi thì nó lại không có hay. Thì ở Malaysia thì một cái phần bánh chuối như thế này, một cái phần bánh chuối này nha mọi người nha. Đang nhảy qua trường rơi. Một phần bánh chuối như thế này đó. Có bánh chuối làm rất là kỹ, thơm, ngon, dẻo, giòn luôn. Rồi có nước cốt dừa và một cái hộp như thế này. Có giá là 11 ringgit, tương đương là 61.000 tiền Việt Nam. Chưa có tính tiền vận chuyển nhé mọi người. Chưa có tính tiền ship tới. Tiền ship tới thì là mua ít mua nhiều thì cũng hết 10 ringgit đâu mọi người. 10 ringgit thì cũng hết tương đương là 56.000 Việt Nam. Đó. Rồi
mình thèm thì mình ăn thôi, mình thèm thì mình mua thôi, và thậm chí là mình ủng hộ người Việt Nam. Tình hình dịch virus corona tại Malaysia thì vẫn căng thẳng nha mọi người. Mặc dù 2-3 ngày hôm nay thì có 5.000 ca nhiễm thôi. Thì đây mọi người chờ quá lâu. Cái hộp này vẫn còn nguyên, chưa có ăn. Còn cái hộp này thì mình mới ăn thử với các bạn một miếng rồi. Mình ăn thử một miếng thứ hai nữa nha các bạn nha. Tuyệt vời phải không ạ? Chấm ngập nước cốt dừa. Đó. Ngon quá luôn mọi người ơi. Tuyệt vời. Này mình đang ăn thì mình có bạn đến nhà, do đó mình phải ngừng làm video. Quá ngon, quá rất là ngon. Lát mình ăn. Còn một hộp ấy. Đây là cái cơm xôi từ trưa. Do mình quên là order với không order đó, cho nên là mình đã nấu một cái nồi xôi chưa ăn nữa. Không biết là tối nay có ăn kịp hay không, chắc là không ăn rồi đó. Rồi, cái này là một cái khúc giò luộc, mình cũng chưa ăn nữa. Bỏ trong tủ dạ đá ra, nhưng mà cũng chưa ăn nữa. Để tối nay xem có ăn hay không. Hôm nay mình làm một cái video nó hơi khác lạ với mọi khi phải không quý vị và các bạn. Thật ra thì mình chỉ thích làm những cái gì nó liên quan đến thông tin cuộc sống, rồi làm cái gì đó liên quan đến một chút xíu nào đó liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc, cộng đồng ở mọi nơi. Tuy nhiên thì hôm nay làm video như thế này chứ không phải là mình đã chuyển qua kênh ẩm thực. Giò lụa tại Malaysia có nhá, nó hơi đắt so với Việt Nam thôi. Mình tự cắt một miếng cho mọi người xem nhé. Vào gần đây này, thấy không? Wow. Có cả cái hột tiêu trong này nữa này. Mình cắt một miếng nữa nha. Mình cắt làm 4 ha. Đấy. Mình đã cắt làm 4. Và đây là cái nồi xôi của mình sáng nay mình quên không ăn. Rồi. Đây xôi. Mọi người ơi, xôi đây. Chưa ăn một miếng nào luôn. Nấu xong ăn bánh mì. Người ta giao bánh mì cuối cùng ăn bánh mì không ăn xôi luôn. Mình ăn một miếng cùng các bạn nhé. Thông lấy bát luôn. Ôi trời đất ơi, có cả trái nữa nha. Ôi trời đất, rơi về. Wow, ngon không? Nó có cả trái nữa đó ha. Tuy nhiên thì mình ăn một miếng nhỏ. Đây nha, xôi. Xôi đây ạ. Đó. Mình sẽ chuẩn bị một cái miếng chả để ăn cùng. Đó. Bỏ xôi vào đây. Ngon quá mọi người ạ. Mình qua Malaysia đã 6 năm. Mình cũng đã biết là cái kỹ thuật để ăn bằng tay. Tuy nhiên do thói quen mình vẫn là người Việt Nam thì vẫn thích ăn thì đũa nĩa thôi. Còn bữa nay thì ngoại lệ, mình cầm tay. Không biết tình hình bao giờ những người như Tâm và những người đang sinh sống ở Malaysia mới
được thoải mái tự lựa chọn cho mình cái chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam và ngược trở lại. Chờ ngày đó chắc lâu lắm. Không ăn được hết. Mình sẽ phải thu dọn thôi. Video của mình hôm nay làm như vậy thôi, chia sẻ với các bạn, chứ không hôm nay làm biến không làm video thì mọi người lại không có gì để xem. Cuộc sống ở Malaysia, những người dân Việt Nam ở Malaysia thì thời điểm này sẽ là khó khăn. Khó khăn như bao nhiêu người khác. Nhiều người bị mất công ăn việc làm, nhiều người thất nghiệp, nhiều người bị giảm cái mức thu nhập do lương cắt giảm. Còn những người Việt Nam sinh sống ở Malaysia làm công việc tự do thì càng khó khăn hơn. Bởi vì công việc tự do thì lúc chưa có phong tỏa, chưa có giãn cách, chưa có MCO đó thì ok, làm rất là tốt. Còn nhiều bạn của Tâm làm công việc tự do trong cái thời điểm này rất là cực, rất là khổ, bởi vì không có nguồn thu nhập. Mình thì vẫn ổn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video kế tiếp. Cái khúc này thì mình đang làm cái khâu chuẩn bị để chụp một cái ảnh bia. Loay hoay, cuối cùng mình cũng không biết làm thế nào để cho nó đẹp đâu mọi người. Đó, làm YouTube thì nhiều khi cũng cần một cái ảnh bìa xinh xắn. Và mình đã phải làm một cái cầm lên để làm một cái ảnh bìa. Đây là hình ảnh hội trường của video là lúc nãy mình quay đó mọi người.